Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến kênh bài giảng của Nguyễn Phương Thu. Thì như buổi hôm trước cô đã giảng cho các bạn ở chuyên đề hệ phương trình cơ bản, thì cô đã hứa các bạn lớp 9 là cô sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để giảng tiếp cho các con chuyên đề hệ phương trình chứa tham số m. Thì không để các con chờ đợi lâu hơn nữa, thì hôm nay cô sẽ giảng cho con tiếp với chương trình về hệ phương trình, đó là bài hệ phương trình chứa tham số m. Chứa tham số thì bây giờ như thế này, cái phương trình này, cái dạng bài toán này thì các bạn lưu ý cho cô một chút. Riêng câu hệ phương trình phần cơ bản, phương pháp thế, phương pháp cộng hoặc là phương pháp đẩn phụ thì các con làm khá là nhuần nhuyễn rồi. Nhưng tuy nhiên bài hệ phương trình chứa tham số thì các bạn học sinh thường rất là sợ, hoang mang, lo lắng hay là thiếu tự tin về giải bài toán này. Vì sao lại còn các bạn lại sợ như vậy? Là vì những câu hỏi của bài toán chứa tham số m thường là phức tạp và khó hơn tính toán, kỹ năng tính toán các bạn sẽ bị kém hơn, hoặc là các bạn sẽ dễ thất bại những câu như này. Thì hôm nay cô sẽ giảng cho các con chuyên đề hệ phương trình chứa tham số và lưu cho các con các bài toán cơ bản dạng hay thi nhất trong đề thi vào lớp 10 các bạn. Thì các bạn nhớ nhá, là những cái dạng này cô đã lưu rất là chi tiết rồi, thì các con chú ý nghe giảng để bài ngoài cái việc mà thi ở lớp 10 điểm cao ở phần này, thì các bạn còn có bài thi tháng 1 của sở mà sắp tới các trường đều cho thi, thì các con cố gắng tập trung kỹ để mình có thể lấy những điểm 9, điểm 10 trong bài thi tháng 1 của con nhá. Thì cô sẽ đến với các bạn là ví dụ đầu tiên của các bạn là tìm AB, biết hệ phương trình tìm A và B, được chưa? Đấy, khi mình cho một hệ phương trình là 2x cộng BI bằng A và BX cộng AI bằng 5, có nghĩa là x bằng 1 và y bằng 3. Thì đây là một câu khá là cơ bản, hay chính xác là câu cơ bản nhất trong phần chứa tham số. Thì các bạn để ý cho cô này, thực ra mà một bài hệ phương trình đã cho sẵn nghiệm thì việc giải rất là đơn giản. Các bạn nhìn này, các bạn chỉ việc thay x và y vào hệ phương trình và mình đi tìm AB. Thay vì việc mình giải hệ phương trình xy thì bây giờ mình giải hệ phương trình chứa AB. Các con nhìn nhá, cô trình bày với các bạn này, khi thay x bằng 1, y bằng 3 vào hệ phương trình thì hệ phương trình tương đương như sau. Thay vào này, 2 nhân với 1 cộng b nhân với 3 bằng a. Tức là gì? Tức là mình thay x bằng 1 vào đây và y bằng 3 vào đây thì mình được là 2 nhân với 1 cộng với b nhân với 3 bằng a, được chưa? Cái thứ hai, mình thay phương trình thứ hai này là b nhân với 1 cộng a nhân với 3 bằng 5. Thì việc giải hệ phương trình của bạn bây giờ ấy thì không còn phải là giải xy nữa mà đi giải AB. Thì phương trình hệ phương trình mới của bạn sau khi thay x và y được gì? Được là a trừ 3b bằng 2 và 3a cộng b bằng 5. Đấy. Thì các con chú ý này, thì việc giải hệ này thực chất là đưa về hệ phương trình cơ bản hôm trước, là dùng phương pháp thế và phương pháp cộng để giải. Đến đây thì các con có thể giải phương pháp thế cũng được, phương pháp cộng cũng được. Tuy nhiên thì cô sẽ làm ngắn gọn cho các bạn này. Cô sẽ hướng các bạn phương pháp cộng. Con nhìn nhá, cô nhân cả hai vế của phương trình 1 với 3 thì sẽ được là 3a trừ 9b bằng 6, được chưa? Phương trình dưới cô giữ nguyên là 3a cộng b bằng 5. Sau đó thì các con chỉ việc tiến hành cộng từng vế của hệ phương trình thì mình được là gì ạ? À, trừ từng, các con xin lỗi các bạn nhá, các bạn nhìn này, đến đây các con trừ từng vế của hệ phương trình. Tại sao con lại trừ từng vế của hệ phương trình? Là bởi vì hai hệ số của a giống nhau thì mình lên trừ, được chưa? Lên trừ thì lên lấy phương trình 2 trừ đi phương trình 1, được chưa? Lên lấy phương trình 2 trừ đi phương trình 1. Tại sao mình lại lấy phương trình 2 trừ đi phương trình 1? Vì dấu phương trình 1 là dấu âm, nếu trừ đi thì mang dấu dương sẽ nhẹ nhàng hơn, được chưa? Thì các bạn sẽ lấy phương trình 2 trừ đi phương trình 1 này là 3a trừ đi 3a là hết, được chưa? Thế còn b các bạn trừ đi trừ 9b là ra 10b bằng trừ 1. Trừ 1 là mình lấy 5, trừ đi 1, à trừ đi 6 thì bằng trừ 1. Tức là các bạn sẽ được là 10b bằng trừ 1, được chưa ạ? Thì từ đây b của mình sẽ bằng trừ 1 phần 10, được chưa ạ? Phương trình dưới khi mà b bằng trừ 1 phần 10, con chỉ việc thay ngược lại vào phương trình dưới là 3a cộng b bằng 5 thì mình sẽ tìm ra được 17 phần 10. Đấy, đây là một câu rất là cơ bản nhá. Vậy thì mình kết luận, sau khi mình giải xong thì mình kết luận điều gì? Người ta đầu bài người ta hỏi là tìm A và B, thì sau khi mình tìm được A và B thì các con đi kết luận nhá. Cái bước kết luận này thì có rất nhiều bạn hỏi là cô ơi, khi con tìm ra và B thì con có cần phải kết luận hay không, hay là cứ như thế là được?
được. Thì với bài tự luận thì các bạn lên kết luận, vì bước kết luận của con được 0,25 điểm trong đề thi, đừng sai sót những bước này để mất đi những điểm lãng phí nhá. Thế là xong ví dụ thứ nhất này. Ví dụ thứ hai là cho hệ phương trình. Hệ phương trình ở dạng thứ hai thì cô cho cái mức độ khó hơn, vì là đây là một trong những dạng hệ mà thi nhiều năm rồi. Thế con nhìn nhá, cho hệ phương trình là x cộng 2y bằng m cộng 3 này, và 2x trừ 3y bằng m, với m là tham số. Câu A là câu đầu tiên người ta hỏi này, là giải hệ phương trình khi m bằng 1, được chưa? Câu B là tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất xy thỏa mãn x cộng y bằng 3, được chưa? Thì thực ra câu này là một trong những dạng câu cực kỳ cơ bản trong phần hệ chứa tham số, được chưa? Các bạn nhớ này, thông thường cái câu này thì người ta có thể đề ra hỏi cho các bạn là nghiệm duy nhất thôi, hoặc là nghiệm duy nhất thỏa mãn một điều kiện cho trước. Nhưng tuy nhiên, cô cho các bạn luôn ở dạng là hệ phương trình có nghiệm duy nhất thỏa mãn điều kiện cho trước, để khi mà có nghiệm duy nhất các con hoàn toàn làm được, được chưa? Thì con nhìn nhá, câu thứ nhất là giải hệ phương trình với m bằng 1. Về cơ bản thì câu này không có vấn đề gì, rất là dễ. Các bạn chỉ việc thay là m bằng trừ 1 vào hệ phương trình của mình để giải bình thường. Nhìn này, với m bằng gì ạ? Khi mà giải cho cô là với m bằng giá trị là 1 thì các con sẽ được gì nhá? Tìm cho cô này, với m bằng 1 nhá, để ý cho cô này, với m bằng 1 này thì hệ phương trình của mình có dạng là x cộng 2y bằng 4, được chưa ạ? Và 2x trừ 3y bằng 1. Thì đến đây lại đưa về bài toán cơ bản ban đầu của mình buổi hôm trước, thì mình học hệ phương trình dạng cơ bản rồi đúng không ạ? Dùng phương pháp thế, phương cộng. Thì các bạn có thể hoàn toàn dùng phương thế hoặc phương pháp cộng ở đây, được chưa? Tuy nhiên thì các bạn để ý kỹ này, cô nhân cả hai vế của phương trình 1 với 2 thì mình sẽ được là 2x cộng 4y bằng 8, được chưa? Phương trình dưới cô giữ nguyên là 2x trừ 3y bằng 1. Thì đến đây là các bạn nhìn thấy là có 2x giống nhau này, thì mình lại dùng phương pháp trừ. Tại sao đến bài này cô hướng dẫn các bạn nhiều phương trừ? Vì là bài đầu tiên cô chưa hướng dẫn các bạn một ví dụ nào phương trừ. Thì muốn đa dạng bài toán thì các con lên thử từng các loại phương pháp để khi mà mình giải một bài toán nó cảm thấy ưu việt nhất. Thì các bạn nhìn nhá, thì nhìn đây này, cô sẽ tiến hành trừ cho các bạn này. Trừ thì vì mình nhìn thấy ở phương trình trên là 4y là dương rồi, nên mình sẽ tiến hành là lấy phương trình 1, được chưa ạ, trừ đi phương trình 2, lấy từng vế của phương trình 1 trừ đi từng vế của phương trình 2, con nhớ nhá. Mình được gì? 2x và 2x hết đi này, được chưa ạ? Chỗ này các con sẽ sinh ra được gì ạ? 4y mà trừ đi gì? 4y các con nhá, mà trừ đi trừ 3y là sẽ được 7y, được chưa? 7y bằng 7 thì y của mình sẽ bằng 1, được chưa ạ? Thay ngược lại tìm x thì x sẽ bằng 2. Thì cái bước này thì cô làm ngắn gọn thôi. Vì sao làm ngắn gọn? Vì thứ nhất là bảng của mình rất là chặt rồi, thứ hai là các bạn làm rất là thành thạo cái việc mà phương pháp cộng, phương pháp thế rồi. Nhưng các bạn việc đấy các bạn tính kỹ hơn cho cô ở nhà nhá. Sau đó thì sau khi mình tìm ra x bằng 1, y bằng 2 thì các con sẽ kết luận cho cô là với m bằng 1 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất xy là x bằng 1 vậy. X bằng 2 và y bằng 1. Nhớ chung điều này nhá. Bởi vì trên bảng chặt rồi thì cô không viết nữa, thì các bạn về nhà trình bày thêm với cô nhá. Phần B này, B là một câu rất quan trọng mà mình phải chú ý cô B, mình tập trung vào cô B nhiều, là tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất xy thỏa mãn x cộng y bằng 3. Thì cái việc mà tìm m thì con phải nhớ như này, phương pháp cơ bản của bài này thực chất là mình đi tìm nghiệm xy theo tham số m, số biện luận, được chưa? Đấy. Thì biện luận như thế nào thì cũng sẽ giới thiệu từng câu này, nhìn nhá. Thứ nhất là ở đây là phương trình gốc của cô cho là x cộng 2y bằng m trừ 3 và 2x trừ 3y bằng m. Thì các con biến đổi cho cô như sau này. Cô sẽ nhân cả hai vế của phương trình 1, phương trình trên nhá, với số 2 đây, phương trình trên với số 2 nhá. Đấy. Thì các con sẽ được là 2x cộng 4y bằng 2m, của các con được chưa ạ? Bằng 2m trừ 6 nhá, 2m trừ 6 này. Đấy, con nhìn thấy cô này. Ở dưới cô để nguyên là 2x trừ 3y bằng m, được chưa ạ? Thế đến đây thì các con làm thế nào? Các con chỉ việc lấy từng vế của hệ phương trình trừ đi nhau, được chưa ạ? Lấy phương trình trên đi trừ phương trình dưới nhá, thì mình sẽ được là gì ạ? 2x với 2x là hết này, 4y mà trừ đi trừ 3y là 7y, được chưa ạ? Bằng m cộng gì ạ? Bằng m cộng 6 nhá. Các con là bằng m cộng 6 này, được chưa ạ? Đấy, bằng m cộng 6, để ý cho cô cái đấy nhá. Bằng m cộng 6.
Thì sau khi đến đây là được 7y bằng m cộng 6 thì y của con bằng gì? Y của con sẽ bằng gì ạ? M cộng 6 chia 7. Sau đó khi mà tìm ra y m cộng 6 chia 7 và thay ngược lại phương trình trên thì mình tìm được x bằng 5m cộng 9 chia 7, được chưa? Tức là hai nghiệm x y bây giờ của mình đã biểu diễn được theo tham số m rồi. Thì việc còn lại là mình chỉ lắp theo đúng điều kiện là x cộng y bằng 3 thì mình sẽ tìm được m. Con nhìn này, sau khi mình tìm được x bằng 5m cộng 9 chia 7 và y bằng m cộng 6 chia 7 thì con chỉ việc là lắp cho cô là x cộng y bằng 3 là xong. Đây ạ, lấy x cộng với y bằng 3 tức là gì? X cộng y của con bằng gì? Nhìn cho cô này, x cộng y bằng 3 nhá, nhìn kỹ cho cô này, là 5m cộng 9 chia 7 cộng với m cộng 6 chia 7 bằng 3. Con chỉ việc giải phương trình bình thường, được chưa? Thì mình sẽ tìm được là 5m cộng 9 cộng m cộng 6 bằng trừ 21, được chưa? Bằng là trừ 21 nhá, thì nhìn ý kỹ cho cô này. Thì 6m của mình sẽ bằng trừ 36 và m bằng gì ạ? Bằng trừ 6. Con chú ý cho cô cái này nhá, chú ý thật kỹ cho cô nhá. Đấy, cái bài này thì là một trong những cái bài khá là cơ bản. Và các con lưu ý cho kỹ cho cô, vì là bài này là bài thông thường thi nhiều nhất. Nhớ nhá, x cộng y bằng trừ 3 thì con cứ tiến hành cho cô là tìm ra x và tìm ra y theo tham số m và mình lắp vào là x cộng y bằng trừ 3 thì mình về giải bình thường rất là đơn giản, được chưa? Đấy là xong bài thứ hai. Nếu như kết thúc bài thứ hai thì là các bạn cũng làm hòm hòm cho đề thi rồi đấy. Bởi vì thông thường đề thi ra rất nhiều năm dạng bài 2 này nhá. Đấy, cô đã giới thiệu cho các bạn thêm một bài 3 nữa này. Bài 3 thì các bạn hỏi cô là cô ơi thì bài 3 thì khó ở chỗ nào và khó hơn ra sao? Thì cô giới thiệu cho các bạn một bài 3, một cái dạng bài mà biện luận rất là cơ bản trong đề thi nhá. Đây con nhìn bài 3 này. Bài 3 cô cho là cho hệ phương trình là 2x cộng ai bằng trừ 4 này và ax trừ 3y bằng 5. Thì câu đầu tiên vẫn là câu thuần chủng thôi, đơn giản thôi. Thì là giải hệ phương trình của con khi a bằng 1. Giải hệ phương trình của con khi a bằng 1 nhá. Thì con chỉ việc lắp a bằng 1 vào hệ phương trình, được chưa ạ? Thì việc giải hệ phương trình bây giờ thay vì việc là khi có a bằng 1 rồi thì giải hệ phương trình rất là đơn giản, con chỉ việc là giải hệ phương trình theo là hai ẩn là xy, giải theo đúng bài hôm trước là phương pháp thế, phương pháp cộng của mình, được chưa? Thì nhìn này, cô trình bày này, với a bằng 1 thì hệ phương trình trở thành gì? Với a bằng 1 thì con thay gì ạ? Thay a bằng 1 vào đây thì phương trình sẽ được là 2x cộng với y bằng gì ạ? Bằng trừ 4, được chưa ạ? Và x trừ 3y bằng 5, được chưa ạ? Thì bài này có rất nhiều bạn giải phương pháp thế cũng được, phương pháp cộng cũng được, nhưng tuy nhiên thì cô sẽ gợi ý các bạn giải phương pháp cộng. Vì sao? Mình thấy hai dấu của y đối nhau này, mình cộng nhá. Thì cô sẽ nhân cả hai vế của phương trình trên với gì ạ? Với 3. Bởi vì sao nhân với 3? Vì hệ số ở dưới là trừ 3y, thì muốn mất đi y thì mình ở trên phải là 3y, đúng không ạ? Thì con sẽ nhân với 3 này sẽ được là 6x cộng 3y bằng gì ạ? Bằng trừ 12. Dưới cũng để nguyên là x trừ đi 3y bằng 5. Sau đó thì các con tiến hành là cộng từng vế của hệ phương trình, hai phương trình này, thì mình sẽ được gì? Được là 6x cộng x là 7 gì ạ? 7x. 3y cộng với trừ 3y là hết. Trừ 12 cộng với 5 là được trừ 7, tức là được là 7x bằng trừ 7. Từ đây mình tìm rất là đơn giản x bằng gì ạ? X bằng trừ 1, được chưa ạ? Thay x bằng trừ 1 vào phương trình dưới là x trừ 3y trừ 5, đây ạ, x trừ 3y bằng 5. Thì các con sẽ được là trừ 1 trừ 3y bằng 5. Mình giải ra y bằng trừ 2, được chưa? Vậy thì mình đến đây thì mình sẽ kết luận là với a bằng 1 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất là x bằng trừ 1 và y bằng trừ 2. Con lưu ý về này nhá. Thì thực ra là bảng của cô chắc quá rồi, nên cô cũng kết luận đây, các bạn về nhà kết luận thêm. Và nhớ đặc biệt là bài thi nhớ kết luận vì sẽ không có điểm nhá. Cái quan trọng là cô hướng dẫn các bạn câu B thôi, vì câu B là thông thường các bạn sợ đây ạ. Câu B là người ta hỏi là tìm a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất, được chưa ạ? Thì câu này cô sẽ trình bày cho con khác ở ví dụ 2 đấy ạ, nên cô mới minh họa con ở đây nhá. Thì khi một bài chứa tham số a như thế này thì các con lưu ý cho cô những điều như sau này. Mình luôn phải xét các trường hợp xảy ra. Mình sẽ xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu a bằng 0 thì hệ trở thành gì, được chưa? Vì chứa tham số nên luôn phải xét là a bằng 0 hoặc a khác 0. A bằng 0 mình thay a bằng 0 vào đây. Khi thay a bằng 0 vào thì trở thành 2x bằng trừ 4 và trừ 3y bằng 5, tức là
nghiệm có hệ duy nhất là x bằng trừ 2 và y bằng trừ 5/3. Được chưa ạ? Thì khi thấy a bằng 0 vào mà mình thấy hệ nghiệm duy nhất là x bằng trừ 2 và y bằng trừ 5/3, có nghĩa là hệ đã thỏa mãn yêu cầu bài toán. Được chưa ạ? Vậy với a bằng 0 thì hệ có nghiệm duy nhất, tức là a bằng 0 thỏa mãn. Được chưa? Thứ hai là mình xét nếu a khác 0 thì sao? A khác 0 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi nào? Được chưa? Thì bản thân một hệ phương trình dạng bậc nhất hay ẩn thì có dạng như sau này. Các con nhìn nhé. Là a1x cộng b1y bằng c1, a2x cộng b2y bằng c2. Để xét hệ này có nghiệm duy nhất thì thực chất là các con nên xét tỉ số a1 trên b1 khác a2 trên b2. Tức là gì? Lắp của bài này là gì? Là 2 trên a khác a trên trừ 3. Được chưa ạ? Thế con tìm ra được là a bình khác trừ 6. Được chưa ạ? Vì a bình là một số không âm, tức là a bình lớn bằng 0. Được chưa ạ? Nên khác trừ 6 là điều luôn đúng. Được chưa ạ? Vậy thì mình sẽ kết luận như nào? Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất với diện với mỗi a, vì a bằng 0 cũng thỏa mãn mà a khác 0 cũng diện cũng thỏa mãn. Thì thông thường đi thi thì cũng không phải mới khi đến gặp bài như thế này đâu, mà cũng có thể là bài chỉ xảy ra một trong hai trường hợp là a bằng 0 hoặc a khác 0 thôi. Nên mình phải thận lưu ý bài này cho cô hơn nhá. Xét từng trường hợp chi tiết và xem trường hợp nào thỏa mãn thì mình kết luận. Nhớ là xong làm bài các con phải kết luận, vì kết luận này được 0,25 điểm, đừng mất đi những điểm lãng phí đấy nhá. Còn chưa? Thì ví dụ đến một cái ví dụ nữa này, cô cho các bạn này là ví dụ 4. Ví dụ 4 thì bài này là khó hơn hẳn và tổng quát hơn hẳn ba bài kia. Vậy cho ví dụ 4 như thế nào? Nhìn này. Thứ nhất là cho hệ phương trình là a cộng 1 nhân x trừ y bằng a cộng 1, được chưa ạ? Và thứ hai là x cộng với a trừ 1 nhân y bằng 2 với a hàng tham số. Câu đầu tiên cô cho là giải hệ phương trình với a bằng 2, được chưa ạ? Câu B là giải và biện luận hệ phương trình, được chưa ạ? Và câu C là tìm các số nguyên a để hệ phương trình có nghiệm nguyên. Thì thực ra lẽ ra bài này có thể cô cho thêm một vài câu nữa là tìm a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất sao cho thỏa mãn min max này, hay là thiểu thỏa mãn điều kiện nào đó. Nhưng vì bài hết rồi thì cô giới thiệu cho con đến đây thôi nhá. Thì là nhìn cho cô này, câu a thì vẫn là câu đơn giản thôi, vì nó vẫn là cái câu gỡ điểm cho các bạn là khi thay a bằng 2 thì hệ phương trình trở thành gì. Thì các con thay a bằng 2 và hệ phương trình thì hệ phương trình của mình trở thành 3x cộng y bằng 3 và x cộng y bằng 2. Thì việc giải hệ phương trình này rất là đơn giản vì là mình làm nhiều ở bài trước rồi, đúng không ạ? Thì các con tiến hành là cộng từng vế của hệ phương trình cho cô cũng được nhá, cộng hoặc trừ từng vế của hệ phương trình cho cô. Thì các con để ý này, để ý kỹ cho cô này, khi a bằng 2 thay lại cho cô này thì chỗ này bằng 3x trừ đi y nhá. Đúng rồi, 3x trừ đi y bằng 3 thì cô thấy hơi lạ một chút. 3x trừ đi y này bằng 3 và x cộng với y bằng 2. Con nhìn nhá, mình cộng từng vế của hệ phương trình thì sẽ được là 4x bằng 5. Đấy, tức là x của mình sẽ bằng 5/4 và thay xuống dưới thì y sẽ bằng 2 trừ x, tức là y sẽ bằng 3/4. Thì việc giải hệ này rất là đơn giản, con giải được rất là nhiều rồi nên là cô cũng không phải xoáy sâu về cái việc này nữa, được chưa ạ? Đấy, thì sau khi mình giải xong mình kết luận là với a bằng 2 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất x y là x bằng 5/4 và y bằng 3/4, được chưa ạ? Thì đây là xong câu thứ nhất. Câu thứ hai của con là giải và biện luận hệ phương trình. Câu này là phức tạp hơn, khó hơn hai câu kia đấy nhá. Bởi vì là giải biện luận mà, được chưa? Giải biện luận là một trong những câu mà người ta cho tổng quát để thể hiện là một bài tổng quát nhất của bài trừ tham số nhá. Con nhìn này, giải biện luận hệ phương trình như nào? Thì phương pháp giải biện luận hệ phương trình về cơ bản các con sẽ làm cho cô theo hướng như sau này. Thứ nhất là từ một trong hai phương trình con sẽ rút một ẩn ra cho cô. Từ một trong hai phương trình rút ẩn nào sao cho dễ rút nhất nhá. Sau đó thì mình thế ẩn đó vào phương trình còn lại thì đưa được một cái phương trình ra bậc nhất là ax cộng b bằng 0, được chưa? Thì việc giải biện luận của hệ phương trình này quay về việc thay về việc là mình đi giải phương trình bậc nhất ax cộng b bằng 0. Thì các bạn biết rồi, cô nhắc qua lại cho các bạn để các bạn nhớ này, phương trình ax này cộng với b bằng 0 ấy thì thực ra đây là một phương trình bậc nhất
mà không chỉ gặp ở lớp 9, mà lớp 10 mình sẽ học lại phương trình này và những lớp trên cũng sẽ học phương trình này, được chưa? Tuy nhiên thì các bạn phải luôn nhớ cho cô phương pháp giải, sử dụng bài này như thế nào. Khi giải hệ phương trình bậc, khi giải hệ phương trình bậc nhất A cộng B bằng không, nhớ cho cô hai điều như sau này. Thứ nhất là hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi nào? Khi A khác không. Khi A khác không thì phương trình này có nghiệm duy nhất là x bằng trừ b trên a, chỉ được chuyển vế và chia bình thường, chưa? Còn khi A bằng không thì hệ phương trình vô nghiệm. Các con chỉ nhớ kỹ hai điều này cho cô là được rồi nhá. Thì phương pháp giải cô đã nói rồi thì cô sẽ đi vào bài toán này. Con nhìn nhá. Từ phương trình 1 cô đánh dấu đây ạ. Phương trình 1 còn đây. Phương trình 1 thì cô rút y ra. Y sẽ bằng là A cộng 1 nhân x trừ đi A trừ 1, được chưa? Cô đánh dấu đây là phương trình 3, được chưa? Thì thế vào phương trình 2, thế cái y này này vào phương trình 2 này thì mình được một phương trình bậc nhất của x nhá. Một phương trình bậc nhất của x là x này cộng với A cộng 1 nhân với A cộng 1 nhân x trừ đi A trừ 1, được chưa? Bằng 2. Thì mình giải bình thường thôi, mình giải ra là x cộng với lại A bình cộng 1 nhân x trừ đi A bình trừ 1 bằng 2, thì con sẽ được một phương trình bậc nhất là A bình x bằng A bình cộng 1. Thì đúng vào cái dạng phương trình bậc nhất của nói rồi, được chưa? Về cơ bản mình đi giải phương trình bậc nhất này, biểu luận phương trình bậc nhất này. Thì chỉ có điều là hệ số của x giờ hơi cao một chút, đó là A bình. Thì không sao, A bình nó chỉ là tham số, mình không quá sợ, được chưa? Thì mình xét các trường hợp như những gì cô hướng dẫn ở bài phương trình bậc nhất này này. Là gì ạ? Xét trường hợp thứ nhất là nếu A khác không. Nếu A khác không tức là gì? Tức là A bình ở đây khác không đấy ạ, được chưa? A bình ở đây khác không tức là A khác không, được chưa? Thì phương trình 4 này, có đánh dấu là phương trình 4 nhá. Thì phương trình 4 này có nghiệm duy nhất. Nghiệm duy nhất là nghiệm gì? Là x bằng trừ b trên a, hay nghĩa là x bằng a bình cộng 1 trên gì ạ? Trên a bình, được chưa? Thì khi mà mình tìm được nghiệm duy nhất là x bằng a bình cộng 1 trên a bình này ấy, thì mình thế vào phương trình 3, mình nhìn sang phương trình 3 ở đâu? Phương trình 3 ở đây, được chưa ạ? Đấy. Thì mình thế phương trình 3 thì được y bằng gì? Y cũng được biểu diễn bằng tham số a, là y tính toán ra mình sẽ được y bằng a cộng 1 trên a bình. Thì đến đây các bạn phải hết sức tỉnh táo, mình chỉ kết mới chỉ kết luận được một điều là vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất xy là x bằng a bình cộng 1 trên a bình và y bằng a bình cộng 1 trên a bình. Nhiệm vụ của mình là mình đang biện luận thì đã xong chưa? Chưa xong. Còn gì ạ? Còn trường hợp a bằng không. Vậy thì cô sẽ biết được trường hợp a bằng không nhá. Nếu a bằng không thì tuân thủ đúng theo phương trình bậc nhất a cộng b bằng không nhá. Thì khi a bằng không thì phương trình vô diện vô nghiệm. Tại sao a bằng không thì vô nghiệm? Vì khi đó b khác không, một số khác không không thể bằng không, được chưa ạ? Nên phương trình 4 của bạn vô nghiệm này, vô nghiệm nhá. Thì mình sẽ nêu ra kết luận của nó này. Thứ nhất là a khác không thì phương trình có nghiệm duy nhất xy, x bằng a bình cộng 1 trên a bình, y bằng a cộng 1 trên a bình, được chưa ạ? Thứ hai là với a bằng không thì phương trình vô nghiệm. Về các bạn là biện luận bài chứa tham số này thì con phải lưu ý và nhớ từng bước của cô là sẽ ổn. Bài này thì thực ra là bài không quá khó đâu, nhưng hơi phức tạp, lằng nhằng thì các bạn sợ bài này thôi, được chưa? Thì cái câu mà hay nhất ở bài này cô muốn giới thiệu các bạn đó chính là câu C. Câu C này tại sao cô nói là câu hay? Còn thực ra nếu còn nhiều thời gian hơn nữa thì cô còn muốn giới thiệu cho các bạn nhiều ví dụ hay hơn nữa cơ. Nhưng thứ nhất là thời gian có hạn, thứ hai là bài mình hết rồi. Nhưng cô sẽ giới thiệu cho các bạn là 5 ví dụ, 4 ví dụ đặc trưng nhất của bài thi chứa tham số M đã nhá. Thì câu C này tại sao cô nói là bài hay này? Bài hay là vì con học cách này để con sử dụng lại bài câu nghiệm nguyên ở phần rút gọn câu đầu tiên nhá. Thì tìm các số nguyên A để hệ phương trình có nghiệm nguyên. Thì các con phải nhớ là nghiệm nguyên là gì. Thứ nhất phải nhớ về số nguyên đã. Số nguyên của mình là có số nguyên âm và số nguyên dương. Thì thực chất số nguyên âm là những số tự nhiên mang dấu âm, còn số nguyên dương là chính là những số tự nhiên. Các bạn học đi ạ. Đấy, các bạn nhớ như thế nhá. Thì bây giờ mình phải nhìn vào nghiệm của mình này. Nghiệm của mình là hai số là A bình cộng 1 trên A bình và A cộng 1 trên A bình. Thì đây đã là số nguyên chưa? Chưa là số nguyên. Tại sao nó không phải là số nguyên? Vì nó không đúng theo số nguyên mình học ở lớp 6, đúng không ạ? Thì nếu không là số nguyên thì nó là số gì? Nó đang ở dạng là số hữu tỉ dạng A chia B, được chưa? Và muốn làm số nguyên thì phải làm thế nào? Thì con nhìn kỹ này. Nhìn vào hai cặp nghiệm xy thì có x là bằng a bình cộng 1 trên a bình, bậc của chúng bằng nhau,
Và y là a cộng 1 trên a bình, là bậc tử đã nhỏ bậc mẫu. Thì mình dựa vào đâu để mình nắm nguyên? Thì đây là cũng một mẹo nho nhỏ mà cô lưu ý rất kỹ cho các bạn hạnh K25 và cả các bạn lớp K24 lớp 10 luôn nhá. Và những anh chị luôn, các bạn nhớ luôn cho cô này, là mình lên tìm những nguyên bài này như thế nào? Thì lên tìm từ một nghiệm mà bậc ở tử lớn hơn hoặc bậc bằng bậc ở mẫu. Thì mình nhìn này, nhìn cho cô nhá, hai nghiệm này thì các con thấy này, là nghiệm x của mình là a bình cộng 1 trên a bình, thì bậc của tử lớn bậc mẫu đúng không ạ? Thì mình sẽ tiến hành chia. Chia để làm gì? Để ra một số nguyên và một số hữu tỉ. Nhưng số hữu tỉ còn lại ở trên tử chỉ là hằng số thì con mới biết luận được. Còn số thứ hai là y bằng a cộng 1 trên a bình thì không chia được, nên mình sẽ lợi dụng x để mình xử lý y nhá. Thì x thì có bạn như thế nào này? X của con nhìn này, x của cô là bằng a bình cộng 1 trên a bình. Thế các con chia bình thường, lấy từng số chia, a bình chia a bình thì bằng gì ạ? Bằng 1. 1 chia a bình thì bằng để nguyên 1 trên a bình. Và con này thuộc Z, tức là số nguyên khi nào bản thân số 1 này là số nguyên rồi, muốn cả số này là số nguyên, thì 1 trên a bình của các con ấy phải là số nguyên. Mà muốn 1 trên a bình là số nguyên, được chưa ạ? Thì 1 phải chia hết cho a bình, hay có nghĩa là a bình là ước của 1, được chưa ạ? A bình là ước của 1 nhá. Mà ước của 1 thì số nào nhỉ? Là cộng trừ 1, thì con nhớ nhá. Tức là a của con bằng gì ạ? Bằng cộng trừ 1. Và chỉ việc giải, con này rất đơn giản. Thì khi a bằng 1, được chưa ạ? Thì y của mình bằng gì? Bởi vì khi a bằng 1 thì số này là số nguyên rồi, nhưng mình muốn đó là cặp nghiệm nguyên thì phải thay vào y. Khi a bằng 1 thì y của mình bằng gì ạ? Bằng 0, số 0 được chấp nhận, được chưa ạ? Thỏa mãn, được chưa ạ? Thứ hai là khi a bằng gì ạ? Con nhìn nhá, khi a cho cô là khi a bằng trừ 1 nữa thì bằng gì? Khi a bằng trừ 1 này, nhìn kỹ cho cô nhá. Mình thay hai chị cô này, thay a bằng 1 và thay a bằng trừ 1. Với một giá trị a bằng 1 và a bằng trừ 1 thì mình được cặp y là y bằng 0 và y bằng 2. Hai giá trị này đều gì ạ? Đều nguyên. Vậy thì mình sẽ kết luận như nào? Với a bằng cộng trừ 1 thì phương trình có nghiệm nguyên, được chưa ạ? Thì cái bài này ấy là một trong những cái bài mà các con hết sức lưu ý cho cô, mà chú ý cho cô là chú ý những điều gì? Chú ý những cái điều mà ở bài giải biện luận các con phải lưu ý cho cô phương trình bậc nhất a x cộng b bằng 0 này. Đấy là cái chương mà hàm số các con đã học rồi đấy, phải lưu ý cái đấy nhá. Cái thứ hai là nghiệm nguyên. Nghiệm nguyên này con lưu ý những bạn nào mà kém những câu nghiệm nguyên ở trong bài rút gọn ấy, thì các con hoàn toàn có thể sử dụng bài này và sử dụng vào việc đấy làm, được chưa? Tất nhiên là nếu như cô sắp xếp được thời gian và sau này thì có thời gian hơn nữa thì cô sẽ giảng lại cho con những tiết giảng về bài rút gọn, xử lý những bài mắc min, những bài nghiệm nguyên, nghiệm duy nhất cho các con thật hay, để cho các con nắm bắt cái bài rút gọn tốt hơn nữa. Vì rất nhiều bạn sợ những câu này ngoài bài hết chương trình này, thì thực ra thì cô muốn là cho các con thêm nhiều ví dụ vào bài này nữa và thêm những bài tập về nhà cho con nữa, nhưng thời gian có hạn và cái bài của mình cũng chặt rồi, thì cô xin kết thúc bài toán ở đây. Và cô mong là qua 4 ví dụ này thì các con sẽ làm tốt hơn và làm chắc chắn hơn và cảm thấy tự tin hơn nữa bài hệ phương trình chứa tham số M. Những bạn mà đã học theo lớp Super K25 của cô ấy thì các bạn đã làm rất kỹ và cô đã đọc sách cho các bạn quyển riêng về chuyên đề hệ phương trình rồi. Các con sẽ được bám sát rất kỹ và làm thật nhiều bài tập trong cái phần quyển của cô nhé, để bài thi sắp tới của con thật tốt này. Và xin chào, hẹn gặp lại các con và chúc các con học tốt thành công, và chúc các con thi bài tháng 1 của mình tốt nhất và đặc biệt là tự tin nhất với bài hệ phương trình chứa tham số M trong đề thi vào lớp 10 của con. Xin hẹn gặp lại các con vào những bài giảng tiếp theo.